Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay một dòng máy câu giá rất là sinh viên, Codline Red Dragon hay còn gọi là máy gồng vàng vừa cập bến. Thì chiếc này em về được 3 size nha cả nhà, 4.000, 5.000, 6.000, số lượng thì cũng ít thôi. Và đặc biệt là đợt này giá thì cái phần về giá nhập á cả nhà, thì nó lên cũng được vài chục ngàn một máy á. Nhưng mà đối với shop em thì em vẫn giữ giá bán, vẫn quyết định là giữ giá bán, vẫn bán giá cũ, tức là 4.400, 5.450, 6.460 là bên em vẫn giữ giá bán, không tăng giá nha, không tăng giá. Thì anh em nào đã biết con máy này thì cứ liên hệ sớm để lên đơn. Anh em lưu ý nè, một máy như vậy á, em ship đi tỉnh á, là 30.000, anh em lấy hai máy bên em hỗ trợ bao ship, hai máy hỗ trợ vẫn hỗ trợ bao ship nha anh em. Còn đặc biệt anh em nào khu vực Hồ Chí Minh lấy một máy, bên em vẫn bao ship luôn. Khu vực Hồ Chí Minh lấy một máy vẫn bao ship. Đó là hỗ trợ anh em mà trong khu vực gần shop. Đó. Máy này thì sao? Tay quay kim loại núm tròn nè. Chân máy bằng kim loại luôn. Cói bằng kim loại luôn. Máy chạy là tổng là bao nhiêu bạc đạn ta? 9 cọc đạn nha cả nhà. 8 cộng 1 bạc đạn. 8 cộng 1 bạc đạn thì nó sẽ có là bạc đạn ở đây, hai bên, bài đạn cối, quay rất là im. Máy quay rất là im nha cả nhà. Hàng sinh viên thôi, nhưng mà cực kỳ im, cực kỳ tốt. Thì cái mẫu này anh em nếu mà đi vô hồi dịch vụ chơi vẫn được. Anh em lấy máy 6.000, chơi bình thường ha. Thì những cái chi tiết của máy á, thì em sẽ không có nêu trong clip này nữa. Thì anh em có thể vô cái phần mô tả, hoặc là vô cái link ở trong cái bài viết của em trong website á, đồcauthanhtuấn.com á, thì nó sẽ có đầy đủ thông tin của máy luôn. Tại vì máy này nó xuất hiện rất là lâu, 2-3 năm rồi, và review cũng rất là nhiều lần, và những thông tin thông số thì nó đều có hết. Anh em cứ vào truy cập vào là xem ha. Còn anh em mà muốn đặt hàng á thì cứ liên hệ theo hai số điện thoại em để trên màn hình nè, kết bạn Zalo, Facebook, hay là đến trực tiếp shop em luôn. Địa chỉ nè cả nhà, anh em mà muốn dễ tìm đó là anh em cứ tìm đồ câu Thanh Tuấn là nó sẽ ra thôi. Đồ câu Thanh Tuấn nha cả nhà, là ra định vị chỗ shop em luôn đó. Rồi thì anh em nào đặt hàng cứ liên hệ sớm giùm em ha. Thì cảm ơn anh em mình thời gian qua luôn, tin tưởng ủng hộ shop. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha.